trước hết là ghi nhận tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý vị, hiện nay thời tiết đang trong giai đoạn chuyển mùa và thay đổi bất thường, thuận lợi cho virus cúm gia cầm phát triển. Bên cạnh đó, do điều kiện giao lưu thương mại ngày càng mở rộng giữa Việt Nam và các nước, nên nguy cơ cúm gia cầm xâm nhập và lây nhiễm sang người là rất lớn. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế ngày 31 tháng 3 năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ban hành công văn số 3698 nhằm chỉ đạo các ngành, các cấp, địa phương tăng cường công tác phòng chống cúm gia cầm lây sang người. Để chủ động ngăn chặn cúm gia cầm xâm nhập và lây nhiễm sang người, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu yêu cầu Sở Y tế chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan tăng cường giám sát người nhập cảnh nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, nhất là những người có tiền sử đến từ vùng đang có dịch, từ đó lấy mẫu xét nghiệm gửi về Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm chẩn đoán xác định, quản lý ca bệnh nếu có và có phương án xử lý, không để bệnh lây lan ra cộng đồng. Sở Y tế tăng cường giám sát các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính, hội chứng viêm phổi nặng do virus và hội chứng cúm để phát hiện kịp thời ca bệnh cúm AH5N1. Chỉ đạo các sở y tế sẵn sàng thu dung, cách ly, điều trị theo quy định của Bộ Y tế và thông báo kịp thời cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh để có các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả, sẵn sàng thuốc, vật tư, hóa chất, phương tiện hỗ trợ kịp thời cho các địa phương triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các ngành địa phương đẩy mạnh truyền thông về các biện pháp phòng lây nhiễm cúm gia cầm sang người, khuyến cáo người dân không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, thực hiện an toàn thực phẩm trong giết mổ, chế biến gia cầm và các sản phẩm của gia cầm, không ăn tiết canh và không sử dụng gia cầm ốm, chết không rõ nguyên nhân.